Rồi ai chọn? Đến chọn với gì? Trận chung kết đơn nữ cầu lông. Đơn nữ. Ở hội thao. Đánh luôn hay là còn giao nữa không? Ngày giải Việt Nam của trường trung học. Rồi không không. Có hai vận viên. Bắt đầu. Cô vận trận chung kết cô... nữ. Hai vận viên đã có một đánh cầu hỏng. Khởi động trước khi thi đấu chính thức. 1-0 cho cô ấy. Kéo bảng giùm đi. 1-0. Từ từ. Rồi giao cầu hỏng, 1-0 cho cô Ngọc. Cầu trong cầu sân. Trong sân. Một pha điều cầu điểm cho cô Ngọc. Này của cô Ngọc điểm số 1-1 nhiêu? Nhiêu thầy Trung? 2-1. 2-1 phải không? Đập một cầu tốt. Đánh cầu điểm cho cô Ngọc. Cô ấy đã không đảo được quá nhiều rồi. Điểm cho cô Ngọc 3-1. Tốt. Rất tốt. Cực tăng tốt cho cô ấy qua đỡ cầu hậu. Cô mang về điểm số 4-1. Hai vận động viên là giằng co nhau từng pha. 4-1. Ta điều cầu chéo sân rất đáng tiếc. Cầu ra ngoài. Cầu đã ra ngoài. Điểm cho con Ngọc. 5-1. Và điều cầu rất hay nhưng cô Ngọc đã đảo được rồi. Cầu trong sân. Cầu điểm trong sân. Hai giao cầu cho cô ấy. 5-2. Cưới ba thì đỡ cầu hỏng, đổi giao cầu cho cô Ngọc. 6 yêu cầu 2. Của cô Ngọc điểm số cho cô Ngọc 6-2. Đánh cầu không qua lưới, điểm cho cô ấy. Đổi giao cầu cho cô 6. Ấy 3-6. Rất hay. Đánh cầu qua một chân nhưng cuối cùng vẫn là đánh cầu đó và cô Ngọc đã đỡ hỏng. Điểm cho cô ấy 4-6. Quý vị các bạn đang xem trận chung kết đơn nữ cầu lông. Cầu lông đơn nữ. Ở hội thao chào mừng 24/1 của trường Hồng Công Thanh giữa hai vận động viên cô Ái và cô Ngọc. Đánh đập cầu, đập cầu tốt, đổi giao cầu điểm cho cô Ngọc. Cô Ngọc 7-4. Điểm số bây giờ là 7-4 cho cô Ngọc ở set đấu đầu tiên. Giao cầu ra ngoài, cầu ra ngoài, điểm đổi giao cầu cho cô Ái. 5-7. Cô Ngọc có những pha điều cầu gì quýt. Cầu ra ngoài. Cầu ra ngoài. Điểm cho cô ấy. Đây là cô ấy. 6-7. Đánh cầu khá mạnh tay. Một cầu đã ra ngoài. Rất đáng tiếc. Rất hay. Không rỡ được. Rồi. Cầu trong sân. Đổi giao cầu cho cô Ngọc. 7-8-6. 8-6. Pha giao cầu về cuối sàn. Pha đập cầu tốt. Điểm cho cô Ngọc. 9-6. Hai vận động viên tiếp tục giằng co từng điểm số và cô Ngọc đã vươn lên với tỷ số là 9-6. Đỡ cầu hậu tốt. Điểm cho cô Ngọc. 10-6. Cầu trong sân, cầu trong điểm sân cho cô Ngọc, điểm cho 11, cô Ngọc 11 6 cú sân rất khó chịu của cô Ngọc. Ba đã đập cầu rất tốt, đập cầu tốt cô ấy đã điểm cho cô Ngọc 12-6. Cô Ngọc đã giành 4 điểm số liên tiếp từ những pha giao cầu. Đỡ cầu hở, cầu hỏng cho cô Ngọc. 13. Điểm cho cô Ngọc 13-6. Dương lên 5 điểm số liên tiếp với những pha đánh cầu vừa rồi. Đập cầu rất đập tốt. Cầu tốt. Điểm cho cô Ngọc. Điểm 14, cho cô Ngọc 14-6. Ừ.
cầu ra ngoài, cầu ra ngoài, điểm cho con Ngọc 15 6 cầu kéo sân ra ngoài rất đáng tiếc của cô ấy. Ba đánh cầu chứ không đỡ cầu, đỡ cầu chưa qua lưới, đổi vào cầu cho cô ấy, 7 15 15. Quý vị các bạn đang xem trận chung kết cầu lông đơn nữ, điểm cầu rất tốt, điểm cho cô ấy, điểm cho cô ấy 15 8 15. Chung kết cầu lông đơn nữ giữa hai vận động viên cô Ái và cô Ngọc. Cầu ra, cầu ngoài mà vô ra, giữ tay lại, cầu trong sân, cầu trong sân, đổi vào cầu cho cô Ngọc 16 8. Tập trung vô em ơi, tập trung vô em ơi, mày tập trung vô mày lính, đánh cầu ra mày ngoài cầu. Điểm cho cô, điểm Ngọc. Cho cô Ngọc 17 8. Và những pha bỏ nhỏ rất tốt và điểm đến cho cô ấy, bỏ nhỏ vô rồi. 17 9 17. Ở trận đấu này thì cô Ngọc 9 17, cô ấy vào cầu với điểm số 17 9. Tốt, đánh cầu ra ngoài, điểm cầu ra ngoài, điểm cho cô ấy 17 10 17. Cô ấy đã giành lại 2 điểm liên tiếp và đã rút ngắn điểm số của Ngọc 9 17. Bỏ nhỏ tốt với bạn nhưng cô Ngọc đã kết tiếp đỡ cầu chưa qua lưới, bỏ vào cầu cho cô Ngọc 18 10 18 10. Những pha đã 18 10, cô Ngọc giao mang về điểm số cho Ngọc. Bây giờ cầu về cú nhật cất tiếng tiếp đó, cầu hỏng của cô ấy, điểm cho cô Ngọc, điểm cho cô Ngọc 19 10. Phát cầu ra giao ngoài, cầu ra điểm ngoài cho ấy, đổi vào 11. Cầu cho cô ấy 11 19. Rất hay, cô Ngọc đã có pha điều cầu rất khó chịu và đã giành cầu điểm số 20 11. Còn trái cuối cùng nha, 20. Chỉ còn một trái nữa là kết thúc set đấu thi đấu nhất. Cô Ngọc đang dẫn với tỷ số 20 11. Pha bỏ nhỏ, yeah. Rất hay, cô Ngọc đã điều cầu không qua lưới, kết thúc dẫn thứ nhất thắng cho cô Ngọc với tỷ số 21 11. 1-0 ở set đấu thứ nhất. À, hai vận động viên nghỉ giải lao khoảng 5 phút trước khi bước vào thi đấu set đấu thứ hai. Quý vị và các bạn đang chuẩn bị theo dõi thi đấu set đấu thứ hai trận chung kết cầu lông đơn nữ giữa hai vận động viên cô Ái và cô Ngọc. Vậy hội thao cho mừng. Đánh chưa? Đánh nè, cô Ngọc giao cầu. Ở set đấu thứ nhất cô Ngọc đã giành. Không nghe nói đây. Thôi đã quen cách thắng giao cầu, cô Ngọc giao. Và sẽ thắng giao, thắng giao. Cô thắng giao ở phần sân thi đấu. Rồi, không không, bắt đầu set thứ hai. Giao cầu không không. Qua giao cầu ra ngoài. Điểm cho cô ấy. Điểm cho cô ấy. 1 không không. Ổng gì? Đổi cầu hỏng. Điểm cho cô Ngọc 1 điều. Điểm cho cô Ngọc 1 điều. Pha đánh cầu không qua lưới của cô ấy. Pha giao cầu về cuối sân. Rất hay. Ai vận động viên đã từ chưa nhau từng điểm số. Cầu. Cầu trong. Cầu trong sân. Điểm cho cô Ngọc. Điểm cho cô Ngọc. 1 2 1. Ta hả? Ủa sao 2 nào ba ta? Đúng rồi chứ. Như vậy 2-1. Đổi ra ngoài. Điểm cho cô Ngọc 3-1. Nè nè, đây là 3-1 đúng nè. 3-1. Rồi 3-1. Hai pha đánh cầu hỏng liên tiếp của cô ấy. Rất hay. Và những pha đánh cầu chéo sang rất khó chịu của cô Ngọc. Chứ cô ấy vẫn nó được. Và rất đổi cầu hỏng, cô ấy đã có pha đổi cầu cho cô ấy đỡ hỏng. Điểm hai cho cô ấy 2-3. Cô ấy đã giành lại điểm số và quyền giao cầu với 2-3. Cô ấy giao cầu rồi, rất hay.
rất đáng tiếc cho cầu hổng và đỡ cầu hổng được rồi. Ba đều, ba đều, ba đều. Ai đã giành được hai điểm số liên tiếp và các bạn điểm số ba đều. Bỏ nhỏ rất hay nhưng cô Ngọc cũng đã được một điều cầu cứu thân. Cầu ra ngoài, cầu ra ngoài. Bốn, đổi vào tay cho cô Ngọc. Bốn, ba. Ba điều cầu rất có ý đồ của cô ấy nhưng cầu đã bay ra ngoài. Không qua lưới, nhập cầu không qua lưới. Điểm cho cô ấy. Đổi vào cầu. Bốn đều cho cô ấy. Với ba đánh cầu không. Bốn đều. Ngọc đã để mất điểm số về cô ấy. Điểm số bốn, bốn. Bốn đều, cô ấy vào cầu. Một về cô ấy. Rất tiếc cầu không qua lưới. Điểm cho cô ấy. Cho cô ấy. 5 4 5. Quý vị và các bạn bốn. Trận chung kết cầu lông đơn nữ giữa hai vận viên cô ấy và cô Ngọc thuộc dậy. Hội thay chào mừng 20 tháng 1 của trường Trung học phổ thông Duy Thanh. Ở set đấu thứ nhất cô Ngọc đã giành chiến thắng với tỷ số 21-15 và đây là set đấu thứ hai. Hai vận viên đang cùng quá vậy. Số đang rất hay những pha điều cầu chéo sân rất hay. Cầu trong sân, cầu trong sân. Điểm cho cô Ngọc. Cầu cho cô Ngọc. 5 5 đều. Đều. Hai vận viên đã có những pha đánh cầu chẳng co rất hay. Ba phát cầu cuối sân của cô Ngọc. Rất đáng tiếc cô ấy đã có pha đánh cầu hậu. Điểm cho cô Ngọc. 6 6 5. Sáu năm. Điểm số là 6 năm cho cô Ngọc với pha phát cầu. Rất hay pha đánh cầu. Cầu trong sân. Ngọc cả không đã được. Hỏi vào cầu cho cô ấy 6 đều. Cô ấy đã giành được điểm số 6 đều. Vào cầu của tỷ số 6 đều. Ba đánh cầu về cuối sân. Có nhỏ. Rất hay ba đánh cầu chéo sân. Cầu trong sân. Giành điểm cho cô ấy. 6 7 6. Cô ấy đã vươn lên với pha bọt cầu vừa rồi. Cô Ngọc trên giải lao 30 giây. À. Nước nước nước. Nước. Hai vận động viên sẽ tiếp tục trở lại. 76. Với điểm số 76 thuộc về cô ấy, có quyền giao cầu. Và đánh cầu về cuối sân. Hay quá, rất hay. Cầu trong sân, đổi giao cầu cho cô Ngọc. 7 đều. Điểm số cân bằng 7 đều. Cầu trong sân, cầu trong sân, điểm cho cô Ngọc. Rồi, điểm số 8, 8 7. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận chung kết đơn nữ cầu lông. Cầu ngoài, đổi vào cầu cho điểm cô ấy. 8 đều. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận chung kết cầu lông đơn nữ giữa hai vận viên Phạm Thị Dân Ái và cô Nguyễn Thị Ngọc. 8 đều, cô ấy vào. Trường Trung học phổ thông Duy Thanh. Điểm số đang là 8-8. Đây là set đấu thứ hai. Ở set đấu thứ nhất, cô Ngọc đã giành chiến thắng với tỷ số 21. Đánh cầu ra cầu ngoài. Điểm cho cô Ngọc. 9-8. 9-8. Ngoài cầu. Phát cầu. Điểm cho cô ấy. 9 đều. Điểm cho cô ấy. 9 đều. Rồi, chín đều. Rất đáng tiếc cô ấy được điều cầu về cầu cho cô Ngọc. 10 đánh cầu 9. Điểm cho cô Ngọc. 10-9. Pha đỡ cầu hậu. Cầu trong sân. Điểm cho cô điểm Ngọc. Điểm cho cô Ngọc. 11. 11. 9. Rất đập hay. Cầu tốt. Pha đập cầu vừa rồi. Cô Ngọc. Đỡ cầu hậu. 12. 12. 9. 9. Cô Ngọc đã giành được 3 điểm số liên tiếp. Rất hay và đập cầu chéo sân và giành về điểm số 13-9. Giành được cô Ngọc đã giành được 4 điểm số liên tiếp với pha đánh cầu vừa rồi. Pha giao cầu cuối sân rất khó chịu Ngọc. Tiếp tục là pha đập cầu nữa. Chéo sân.
chấn thương, cầu thủ chấn thương. Đến cho cô Ngọc 14. Cô Ngọc 14 chín. Đây cô ấy đã có pha. Nghỉ chú Bông. Nghỉ chú Bông. Và tí xíu rồi. Bỏ lỡ pha cầu vừa rồi, điểm cho cô Ngọc 14 chín. Hai vận động viên tạm giải lao trong trận nước trở lại cho nước. Hai vận động viên tiếp tục trở lại. Cô Ngọc vô. Đấu thứ 14 chín. Với điểm số 14 chín thuộc về cô Ngọc. Đánh cầu không qua lưới, không qua lưới. 15 điểm cho cô Ngọc 15 chín. Cô Ngọc đã giành được 6 điểm số liên tiếp ở những pha đánh cầu vừa rồi. Rất hay pha đánh cầu, đập cầu tốt, điểm cho cô Ngọc 16 với điểm số 16 chín cho cô Ngọc. Rất hay đập cầu tốt, đổi vào cầu cho cô Ngọc 10 16. Cô ấy đã giành lại quyền điểm số và quyền giao cầu 10 16. Rồi đổi giao cầu Hồng cho cô Ngọc 17 điểm số cho cô 10. Ngọc 17 10. Cho anh Trung hay quá, cho anh Trung gặp thì Trung kết luôn đi. Ba đánh cầu giám sân rất hay và đã giành về điểm số thứ 18 18 10. Có vẻ như cô Ngọc sẽ sớm giành chiến thắng với tỷ số 21 rồi. Điểm bây giờ đã là 15. Rất hay, ba đánh cầu chém sân rất hay và có giành về điểm số của quyền giao cầu. Đổi giao cầu 18 18. Số 1, tôi làm số 1. Quý vị các bạn đang theo dõi trận chung kết đơn nữ cầu lông giữa hai vận viên cô Ái và cô Ngọc. Ngay sau trận chung kết này điểm sẽ là cho cô Ái 12. Điểm cho cô 18. Ái 12 18. Ngay sau trận đấu này sẽ là trận chung kết đơn nam giữa hai vận viên thầy Lộng và thầy Tiền. Rất hay pha đánh cầu. Rất căng trong sân, điểm cho cô ấy. Cái cậu đó ra ngoài. 13. 18. Điểm cho 13 cô... 18. Tập trung lập ơi. 13 18 điểm cho cô ấy, cầu trong sân. Rất hay và điểm đánh cho cô ấy. Hay điểm 14 14 18. 14 18. Ba bỏ nhỏ rất hay của Ngọc. Đổi cầu chưa qua lưới, đổi vào cầu cho cô Ngọc 19 14. Chỉ còn 2 điểm số nữa thôi, xem chúng ta cùng xem cô ấy sẽ có giành được điểm số hay không. Quý vị rất hay qua đập cầu chém sân và về điểm số thứ 20. Cái cuối cùng của set thứ 2. Trận chung kết đơn nữ. 20. Nữ giữa cô Ái và Ngọc ngay sau. Cái cuối cùng nha. Trận chung kết cầu lông đơn nam giữa hai nhân viên thầy Lộng và thầy Tiền. Tục giải hội thao chào mừng. Cầu trong sân kết thúc ván thứ 2. Set thứ 2. Cái đi ra ngoài. Giờ như vậy là cô ấy, cô Ngọc đã giành chiến thắng với tỷ số 21-14 và chung cuộc giành tỷ số 2-0. Như vậy là cô Ngọc chúc mừng cô Ngọc với chức vô địch cầu lông đơn nữ hội thao chào mừng 20 tháng 1 của trường Trung học Long Thành. Xin chúc mừng cô Ngọc. Và xin chúc mừng cô ấy đã giành. Rồi theo. Xin chúc mừng cô ấy đã giành được hạng gì với. Với thích đánh quá trời đánh trận chung kết vừa rồi. Em không thấy mệt trận chung kết cầu lông đơn nam giữa hai vận động viên thầy Tiền và thầy Lộng.